Mình đi ăn nhỉ. Xin chào đại gia đình nhé. Bây giờ hôm nay mình Lanh Đông Ngạn sẽ làm cái món bánh đa nem. Và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị các nguyên liệu để tí nữa chúng ta sẽ gói và làm nhé. Bây giờ sẽ là đến cái phần thái mộc nhĩ. Đây là cái mộc nhĩ. Cái rất là to đây, một cái nhá. Wow, to khủng khiếp luôn. Các nguyên liệu của chúng ta sẽ cần chuẩn bị để làm cái món đa nem là gồm có như thịt băm, thịt lợn băm, hành lá, hành tươi, hành lá này, miến này, miến ở bên dưới này này, đây là mộc nhĩ. Và một cái nguyên liệu nữa là không thể thiếu nữa là da đỗ, hành và tây, cà rốt và trứng. Nguyên liệu gồm có nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị gồm có 8 loại nhé, khá là cầu kỳ và công phu ấy. Gà đẻ đông của nhà đông ra là vỏ hơi cứng, ăn đỏ ai muốn ăn chứ. Ui, chào ấy lắm à. Mở đi.
nhưng mà để thêm tí nữa. Đây là cái trứng ngăn trứng ngăn trứng. Xin chào. Thì mình không được vận động làm nặng đâu. Không vào nữa. Quá đi. Dưới đây rồi quay nữa. Thank you.
cắt tiếp. Hôm nào chẳng có bà gọi điện. Ăn chưa? Chỉ có giỏ lem thôi mà cháy.